Hello mọi người nha. Rồi hello mọi người lên xem livestream tóc giả nha. Ai muốn xem mẫu nào thì mình comment lên cho em lên mẫu cho mình xem nha. Nguyên đầu là 220 ngàn nha mấy chị nha. Tóc nguyên đầu là 220. Ra sẵn hàng đi. Rồi gì nào muốn xem mẫu nào lên mẫu cho mình xem nha. Rồi em sẽ lên cho mình xem mẫu nguyên đầu nha. Rồi em sẽ lên cho mình xem mẫu đầu tiên là mẫu tóc nguyên đầu ha. Nguyên đầu dài ngắn đều 220 hết nha mấy chị nha. Nguyên đầu dài hay ngắn đều 220 ngàn. Rồi ai đang xem like chia sẻ like giúp em nha mấy chị nha. Em sẽ lên cho mình xem mẫu đầu tiên là mẫu tóc ngắn nguyên đầu nha. Tóc ngắn nguyên đầu nè, mã của nó là 3030 nha. Tóc ngắn nguyên đầu em đang mang, mã của nó là 3030, 220 ngàn. Tóc ngắn này mã là 3030 ha. Em có 3 màu nha. Màu nâu vàng nè, sô-cô-la và màu đen nha. Tất cả 3 màu. Ai chốt mẫu này comment cho em là 3030 kèm số điện thoại luôn giúp em. Cúp ngắn 3030 ha. Mẫu này thì rất là xinh, mấy chị xài hoài không giờ lỗi mốt ha. Vén tay là không lộ nha. Ai lấy mẫu này comment cho em là 3030 kèm số điện thoại luôn giúp em. Hàng của chị hôm nay gửi cho chị Hoàng Nguyễn ơi. Rồi lấy bộ này comment cho em là 3030 kèm số điện thoại luôn giúp em. Chị nào đang xem like chia sẻ like lên hội nhóm giúp em nha mấy chị ơi. Đây nha, em qua mẫu tiếp nha. Em qua tiếp cho mình xem mẫu tóc dài nguyên đầu. Lên tiếp cho mình xem tóc dài nha em là mã 36 nha. Đây tóc dài là mã 36 xoăn dài. 36 xoăn dài 220 ngàn. Rồi màu này em cũng có 3 màu luôn. Mẫu này em cũng có 3 màu là màu nâu vàng, sô-cô-la và màu đen ha. Tất cả 3 màu ha. Chị nào chốt cái mẫu em đang mang comment cho em 36 xoăn dài kèm số điện thoại luôn giúp em. Coi tóc búi ok nha. Tóc búi rồi ok, mình là xem mẫu tóc thẳng ok nè. Rồi mẫu em đang mang là xoăn dài nguyên đầu mã 36 nha. Chị nào chốt mẫu này comment giúp em là 36 xoăn dài kèm số điện thoại luôn giúp em. 36 xoăn dài nguyên đầu kèm số điện thoại luôn cho em nha. 220 ngàn tặng kèm lưới chùm. Cúp ngắn số điện thoại. Chị Hoàng Nguyễn ơi, hôm bữa là chị chốt mẫu ngoặm với cái ngoặm là em gửi cho chị cái ngoặm mà rồi chị ơi. Chị chưa có chốt 3030, nếu bây giờ chị lấy thêm 3030 thì chị phải chuyển khoản thêm cho em 3030 thì em mới gửi thêm mẫu đó cho chị được nha chị Nguyễn Hoàng. Hoàng Nguyễn nha. Rồi em qua mẫu tiếp ha, lấy mẫu 36 chốt 36 kèm số điện thoại luôn giúp em. Em lên tóc thẳng dài nè. Đây nha, mẫu này là thẳng dài nguyên đầu ha. Mã của nó là 07 nha. Thẳng dài nguyên đầu mã là 07 nha. Màu em đang mang là màu nâu vàng, có sô-cô-la, màu đen, 3 màu cho mình chọn nha. Cột thẳng đen 50cm thanh trần. Có nha chị Thanh Trần ơi, có nghĩa là cột thẳng nha em là có 60cm nè. Chị nào mình muốn xài 50 thì mình đặt 50, em làm 50 cho mình nha. 50 thì là nửa lưng. Thì cột thẳng thì mình nên xài cột thẳng hay là nguyên đầu thẳng, mình nên xài từ 50 trở đi mới đẹp. Còn nếu mình xài ngắn quá nó không đẹp nha mấy chị nha. Rồi mẫu này em đang mang mã là 07 nha. Thẳng dài mã 07. Ai chốt mẫu này comment giúp em là 07 kèm số điện thoại luôn giúp em. Tóc thẳng dài 07 kèm số điện thoại luôn giúp em ha. 3 màu tất cả nha. Xem mẫu chốt màu cho em.